Hello, chúng ta quay lại với lộc trời nha. Hôm nay thì cơ bản thị trường cũng bắt đầu ổn định hơn, cũng không biến động mạnh như lần trước. Và trong hôm nay thì thấy mình vừa ngó qua đây, đúng không? Lộc trời hôm nay cũng quanh khoảng 345 gì đấy. Hôm qua đóng cửa là 346, đúng không? Và nói chung là nó cũng vẫn ở cái vùng từ rất lâu rồi, đúng không? Vùng mà đến chắc đến một năm nay nó đang nằm lòng vòng trong cái vùng 30-40 gì đấy. Và rất là thấp thì 13-1 đúng không? Giống như được vừa rồi thì về đến 34 đúng không? Đúng mấy hôm rồi. Và tháng 5 về 32. Như vậy đấy là những lúc thấp nhất của lên được chờ. Ở cao thì họ lên được khoảng 40. Rồi, 42. Và đấy là thị trường như thế đúng không? Rồi, mọi thứ đều vẫn ok đúng không? Chúng ta kỳ vọng là cuối năm nay có một chút cổ tức, bởi vì theo như những cái gì mình đã biết được đến giờ thì gần như rất khó khả năng là lục trời nó sẽ đột biến, bởi vì cái lập ra hai cái quỹ đúng không? Quỹ một cái quỹ cho nông dân với một cái quỹ cho nông dân và một quỹ cho nhân viên đúng không? Mỗi quỹ 180 tỷ, khi nào đủ hết cái đấy thì bắt đầu cái lợi nhuận mới tăng được đúng không? Bởi vì họ cho rằng là mỗi năm lên những 400 tỷ, mà nếu vượt qua cái đấy thì sẽ cắt sang cái quỹ kia đúng không? Khi đủ quỹ kia thì bắt đầu mới quay lại lợi nhuận tăng, và như thế hơi khó. Và mục tiêu đặt là phải hết 2023 cơ, và như thế không ổn rồi. Và như vậy công ty không phải công ty xấu, thực ra mình nghĩ là vẫn tốt lên, chỉ có cái là không để lợi nhuận hết thì như thế thì khó bung ra đúng không? Đấy là những cái điểm quan trọng nhất mà mình thấy được rồi. Và chúng ta quay lại rồi, mà cái hôm nọ thì mình cũng bắt đầu được dở được cái sau khi mình được nửa báo cáo chính rồi. Mà nói chung về tài chính thì cũng ok đúng không? Tài chính thì được và cũng có lúc vay dòng khá lớn đúng không? Nhưng mà nhìn chung thì năm nay tài chính cũng cải thiện nhiều, thậm chí năm vừa rồi còn các đồng đối tác với bên Syngenta đúng không? Làm cho cái phải trả người bán phải giảm xuống. Nhưng đến giờ chắc là cắt được rồi, mình nghĩ là như vậy. Trong năm nay nếu công ty có dự tăng vốn đúng không? Giả sử tăng vốn thành công hút về khoảng tầm gần 400 tỷ và cộng với lợi nhuận công ty có nữa thì hoàn toàn có thể cuối năm vốn chủ lên khoảng 3.800 đúng không? Như vậy mấy cái món vay này lúc này cũng không còn nghiêm trọng gì nữa. Và cơ bản thì cũng không còn nghiêm trọng gì nữa. Chúng ta sẽ cùng được tiếp nha. Ở đây quý 1, quý 1 chúng ta có bắt đầu có quay lại nha. Hôm nọ thì bắt đầu vào đến doanh thu rồi. Và hôm nọ cũng nhập được cái chi tiết của doanh thu. Để thấy cái doanh thu của gạo vẫn tiếp tục tăng. Và tăng mạnh. Thu về thực vật thì lại giảm. Và tuy nhiên biên lãi của thu về thực vật thì rất cao. Không biết là có liên quan gì cái hợp đồng đã cắt với Shigeta không? Và rất cao, 600 doanh thu gạo thì lên tận 1.100, đúng không? Bên kia thì 1.500, tụt về 900, đủ lại thì bên đánh cục là cực kỳ tốt, tốt lên rất nhiều. Và năm trước là 1.500, cái này 1.000 tức là chỉ có khoảng 1/3, tức là khoảng 30%. Thì năm nay 9.8 cái này 4.8 như vậy 50% rồi. Và rất tốt. Và như vậy mặc dù doanh thu giảm nhưng mình nghĩ cũng không phải là xấu quá đúng không? Vì họ vẫn bung được lãi lên, như thế là được coi là tốt. Và lãi gộp vẫn là khoảng gần 500 tỷ, đúng không? Riêng cái khoản kia năm ngoái cũng khoảng 500, đúng không? Vậy là không xấu. Rồi chúng ta tập tiếp qua cái mục sau nhé. Chúng ta có doanh thu tài chính là 17 tỷ này. Và nhân tiện chúng ta ngó xuống luôn, xuống dưới luôn, chủ yếu tỷ giá đúng không? Tỷ giá hối đoái. Chi phí tài chính là 70 tỷ này và thuyết minh số 31, chi phí lãi vay là chủ đạo, kết cấu thanh toán và cả tỷ giá hối đoái đúng không? Như vậy trong trường hợp này tỷ giá hối đoái gần như là cần kèo, lỗ mất mấy trăm triệu thôi và không sao, 70 tỷ. Và trong đó thì chi phí lãi vay là chỉ có 38 tỷ thôi,
Vâng. Thử xem này. Gần 300 đúng không? Như vậy thì này cũng rất tương đương với các năm xưa. Không có tiền kết không có gì. Chi phí bán hàng đúng không? 174. Và để chúng ta so sánh cho nó chuẩn xác thì 700 đúng không? Như vậy hình như năm nay có vẻ còn ngon hơn. Thử chia 4 đúng không? Cũng chưa được vườn tư đúng rồi, như vậy là tốt lên. Chi phí doanh nghiệp thì bắt đầu bị tăng một chút, tăng số tuyệt đối rồi và lãi tuần này là 9% mà rất cao, 9%. Và khác hẳn năm trước đến đây chỉ còn có 4 thôi, may đến đây có tận 9. À không, cũng có thể quý 1 năm ngoái cũng rất cao, lại khác đi 19 tỷ. À, mình đi qua tí, năm nay quảng cáo khuyến mại giảm nửa và chắc cũng có thể liên quan đến hợp đồng của Syngenta và khác hẳn luôn. Mình sẽ xem lại các cái năm 19, 18 nhá, để chúng ta có một cái kết luận nó tương đối chính xác chút. Và nhưng mà cái biến động cái rất lớn, đúng không? Biến động cắt mới một đối tác lớn. Công ty thì bảo không sao, đúng không? Nhưng mà chắc chắn cổ đông thì người ta nghi ngại. Đây rồi. Chi phí nhân viên cũng vẫn cao, vẫn chiếm chủ đạo một nửa. Chi phí tiếp khách hội nghị 13 tỷ cao lên, nên chi phí khấu hao phân bổ cũng cao lên. Như vậy mọi thứ đều cao lên cả. Và còn cái này khác nữa. Thu nhập từ hoạt động hợp tác kinh doanh và vẫn hơi mù mờ. Ok thôi. Hợp tác kinh doanh. Rồi chúng ta có lãi trước thuế 243 tỷ. Và cao năm ngoái. 10%. Rất cao. Và lãi sau thuế này còn 78 đúng không? Cuối cùng là rồi rồi ok. Và năm nay quý 1 rất khá, nhìn nó vài chút thôi nhưng về lợi nhuận thôi, nhưng mà vận hành có vẻ ok hơn. Và mình sẽ thử sang hồi 19 18 nhá, để chúng ta cái nghe vẻ sát sát hơn chút. Bây giờ chúng ta có cái báo cáo là chính năm 2019 của Lộc Trời. Thử. Và doanh thu thì điểm đấy và cái quả giảm trừ siêu lớn. Và mình xuống xem cái giảm trừ kiểu gì. Và như bây giờ giảm trừ còn kinh khủng hơn ngày xưa. Và đây mình thử cái 21 hay 20 xem nhỉ. Và giảm trừ rất lớn, 10.000 thì ra được 200, năm nay 8.700 mới ra được 400, không hiểu giảm trừ cái gì. Vâng, toàn trên khấu thương mại thôi, và ông nào có lấy buôn là tôi trên khấu hết. Vâng, như thế nhiều quá. Thực ra chỉ cần riêng cái 400 này mà nó chỉ còn 220 này tôi đã được 180 tỷ lợi nhuận rồi, mà trong khi hàng năm thì giỏi lắm ông lãi được 400-500 tỷ, mà như vậy chiết khấu rất lớn. Và chúng ta chạy tiếp vậy đúng không? Một cái thứ chúng ta ghi nhận như vậy 8.700. À, mình nghỉ dưới đi 8.900. Nghìn bảy và 20%. Như vậy biên bây giờ hình như có vẻ cũng na ná ngày xưa thôi. Có biên quý 1 vừa rồi thì cao. Doanh thu tài chính nha, 19 tỷ trừ 241. Và trong đó lãi vay là trừ 162. Và mình thử coi cho nào.
Và vẫn khoảng 3%. Có cái gì chưa có, à, có rồi, có rồi, 3 tỷ. Vâng, vé tẹo. Chi bán hàng 700 tỷ. Và nó cũng xem như rất nhiều năm qua thôi. Như vậy có thể thấy đây là form của lục trời rồi. Và cái này cũng khoảng tầm 3 đến 4% nữa, cái form. Như vậy cái cặp 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 chi bán hàng và chi doanh nghiệp đúng không? Hai cặp chủ đạo thì thông thường nó nằm ở cái khoảng trên dưới 12% so với doanh thu. Và đấy là một cái form 400. Và cuối cùng thì còn 5% thôi. Về cuối còn 5. Như vậy từ chỗ lãi gộp đến lãi thuần là khoảng tầm 14-15%, đấy chính là cái chi phí vận hành của doanh nghiệp. Mình thấy rất nhiều ký như vậy. Ta thử lấy khác nha. 39 tỷ rất cao. Và rất có thể là hợp đồng tăng kinh doanh. Và ngó cái xem nào. Và thời điểm này doanh thu thu về thực vật hơn nữa. Gà nó cũng cao từ lâu rồi. Là vốn này trong gà không có gì, 2379 đây là 2348 đúng rồi, có mấy chục tỷ, cơ bản là chỉ tăng doanh thu thôi. Vào lại hai rồi, à lần này lại có cái thu thu vi phạm hợp đồng. Vào đột biến nhất 39 tỷ, cuối cùng thì lãi trước thuế là 463, và vậy là cũng vẫn ở khoảng 5% rồi đấy, năm đúng đúng rồi, mấy năm qua cũng ở chỗ này thôi. Và chúng ta đến cuối đi, trừ xong còn có 4 và cuối cùng đây đúng. Và như vậy cái phòng của doanh nghiệp cũng không có gì đặc biệt cả đúng không? Chúng ta nốt 28 cho đủ khả năng cao, nó vẫn như thế thôi. Cái giảm trừ siêu lớn và chắc chắn là phải cải thiện cái kia. Và vì mấy năm nay thì hình như doanh thu cũng chỉ tăng nhẹ thôi, đúng rồi, suốt 3 năm sau thì doanh thu chỉ tăng được không ngàn, cũng là cao nhất đấy, nhưng mà không mấy. À, mình check cả 19 tỷ này, rất nhỏ. Vay là hai, ở đây 20 tỷ chứ, vay là 234, gần như là xăm xem ra ngoài. Vâng, lại vay là 174, vậy chắc chắn nó ra cái số kia rồi, rồi khoảng đấy. Vâng, lỗ thì liên kết 1 tỷ. Và vẫn ra 5%, cộng cách tại khoảng tầm 13, không có gì lãi khác rồi, 23 tỷ. Rồi là cho thấy là 414. Và cuối cùng là 41. Và con số này gần như ra sát con số 21 vừa rồi. Doanh thu cũng gần nhau khoảng ngàn. Và rất sát. Và như vậy cũng không có gì quá đặc biệt đối với lộc trời. Tính ra thì đây là một cái form từ rất lâu rồi. Và chắc là mình cũng không cần phải xa hơn 2018 là gì. Ở đây check nốt cái cuối này xem nào, là cái thuyết minh doanh thu. Đây rồi, mình tính cái chỗ giảm trừ luôn nhá.
Vâng, để mình check thử đây đúng không? 29 này. Rồi 19 đúng không? Rồi, đây là 28. Vào này. 47. Vào đây chúng ta thấy cái cơ cấu chi tiết từng doanh thu. Và vẫn tương tự như những cái năm 2021 đúng không? Như, thu về thực vật về doanh số vẫn là chủ đạo. Và ở đây mình thấy 57 52%. Thứ hai là gạo đúng không? Đến tận 21 thì bắt đầu nó mới sát sát nhau. Và đến quý 1 22 thì đến đây gạo cũng cao hơn. Còn không hiểu là từ giờ đến cuối năm 22 thì diễn biến nó có thay đổi lại không, đúng không? Hay là nghịch lại. Và đấy là cái cơ cấu. Thực ra cái người ta mong muốn nhất ấy, đúng không? Các nhà đầu tư người ta mong muốn nhất là cái doanh thu của tàu này nó phải tăng. Rồi biên lãi cao thì càng tốt. Vì cái đấy là chủ đạo. Cái này gạo công ty cũng muốn đẩy lên nhưng mà mình thấy có vẻ cũng chưa ok lắm. Hoặc là mai kia có được tăng giá gạo, nếu mà được phát như thế thì ok quá. Đó, vì doanh thu rất lớn nên chỉ cần nhích một chút thôi là đã ra việc rồi. Đó, chúng ta sẽ kỳ vọng thử xem như nào. Giá vốn đây, đúng không? 365 này. Và mình nhìn qua đây thì thấy doanh thu của thực vật à, cái giá vốn của thực vật vẫn khoảng 4 cho doanh thu, đúng không? Và nhìn chung cũng không có gì lớn quá, đúng không? Cái này thì có thức rồi, mình quét thôi. Và đây là lãi gộp. Chúng ta thử xem nào. Và như vậy gạo vẫn bẹt dí thôi, 100. Năm trước còn được 20. À được 10. Nhưng mà doanh thu rồi là gần như vẫn là chủ đạo. 80 rất cao. Ở đây mình sẽ tính bên lãi gộp. Bên lãi gộp thì vẫn ở khoảng trên dưới 20%. Thu về thời điểm đấy là khoảng tầm quanh trên dưới 30. Đúng rồi. Cái khác cũng như vậy. Nói chung chỉ có thu về thuật trong quý 1 vừa rồi thì là quý 1 này là thấy rất cao. Người hỏi là chỉ có mỗi quý 1 hay là các quý sau. Mình nhớ mang máng quý 1 năm ngoái xem như nào. À, 600 là doanh thu này. Và trừ đi chiết khấu đi, nó gọi là 570. Giá vốn. À đâu okay.